Sân khấu kịch Phú Nhuận vừa cho ra mắt khán giả vở kịch Ám ảnh kinh hoàng. Dựa trên tác phẩm Đoạt tình của tác giả Ngọc Trúc, đạo diễn Vũ Xuân Trang đã dàn dựng một vở kịch hấp dẫn. Hướng đến đối tượng khán giả trẻ, kịch được dựng tiết tấu nhanh, nhiều tình huống xung đột được xử lý chặt chẽ nhằm tạo sự thu hút. Từng dựng nhiều vở kịch tâm lý xã hội kinh dị cho sân khấu kịch Phú Nhuận, đạo diễn Vũ Xuân Trang không khỏi áp lực làm mới chính mình. Với vở diễn này, anh đã làm khán giả bất ngờ. Đây là một câu chuyện xảy ra trong một gia đình và chỉ trong một bối cảnh thôi, một căn nhà thôi, xuyên suốt một vở kịch. Thì đây là một cái, đối với bản thân mình, đây là một cái thử thách mới. Từ trước tới giờ thì mình dựng những cái vở kịch là nó xảy ra nhiều bối cảnh. Nhưng chỉ một bối cảnh ở riêng cái vở kịch này, nếu như mình không động não, mình không xài những cái thủ pháp đạo diễn thì sẽ rất dễ gây cái sự nhàm chán cho khán giả. Tại vì cứ mỗi cảnh mở ra là đều ở trong cái con nhà đó. Đây là một vở diễn kinh dị, nhưng mình chỉ mượn cái kinh dị để mình nói về cái chuyện ở ngoài đời đó. Thì thông điệp của nó là những người phạm tội, những người làm cái điều sai trái trong quá khứ thì tất nhiên phải gánh chịu những hậu quả. Vết bầm trên tay chị là do Phaero gây ra. Ám ảnh kinh hoàng là câu chuyện về sự tham lam, ích kỷ của người đàn ông. Chính sự ích kỷ này đã đẩy hai người phụ nữ rơi vào vòng xoáy nghiệt ngã. Kịch xoay quanh gia đình Michael. Gia đình anh sống trong một ngôi nhà được xem là quỷ ám. Vợ Michael là Cecilia, thường xuyên nghe được những âm thanh rùng rợn. Càng về lâu, cô càng bị ám ảnh và cuối cùng dẫn đến sự mê muội, không còn sự tỉnh táo. Henry, tài xế riêng của gia đình, đã mời linh mục đến nhà tạo niềm tin và tìm lại sự bình an cho cô chủ trẻ. Trong buổi gặp gỡ, vị linh mục đã tìm ra một sự thật kinh hoàng trong ngôi nhà mà gia đình Michael đang ở, và sự xuất hiện của một người phụ nữ bí ẩn càng tạo sự bất ngờ cho câu chuyện kịch. Đảm nhận vai chính của vở, diễn viên Ốc Thanh Vân có nhiều đất diễn để thỏa sức sáng tạo. Từng đảm nhận nhiều vai diễn có số phận, tính cách phức tạp. Với vai mới này, một lần nữa cô chinh phục khán giả bằng khả năng diễn xuất, biến hóa đa dạng. Cô không ngừng nỗ lực đi đến tận cùng số phận bi kịch của nhân vật. Sử dụng kỹ thuật hình thể điêu luyện, Ốc Thanh Vân mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả. Đây là một cái vở diễn mà Vân nghĩ rằng là sẽ thỏa mãn được những ai mong muốn được một cái gì đó nó lạ, nó mới. Thì Vân nghĩ rằng là vở Ám ảnh kinh hoàng này có thể thỏa mãn được những khán giả nào yêu dòng kịch này. Và cả những ai có thể là trước nay chưa từng quen với dòng kịch này, họ vẫn có thể thấy thú vị khi mà đến với vở kịch này. Cecilia của Vân là một nhân vật mà người ta sẽ... có thể những lúc người ta sẽ rất là ghét kinh hoàng vì cô này không có đúng. Cái xuất phát điểm của cổ là không đúng. Nhưng mà sau đó người ta sẽ thương. Vì cái sự không đúng đó nó cũng không phải là do tự cổ chủ động, mà cổ là do cái tình yêu mù quáng nó chiếm đoạt và làm cho người ta không còn biết là mình phải đi như thế nào cho đúng hướng. Vân chọn một cái cách thể hiện nó có phần điên rồ và quái đản. Đây cũng là cái cách Vân muốn xây dựng cho những nhân vật của mình một cái màu sắc hoàn toàn khác. Đối với nửa khoảng thời gian đầu của kịch thì đây là một anh chàng rất là hiền lành. Anh chàng, một nhân vật tên là Phaero, rất là hiền lành. Nhưng mà sau khi kịch sẽ quay trở về 10 năm trước thì cái nhân vật Phaero sẽ có một sự thay đổi. Và lúc đó khán giả họ sẽ thấy được là Phaero có một sự mưu tính, một sự âm mưu rất là nhiều trong cái chuyện tình của Phaero Anna. Đối với vai diễn này của Cung Phong trong vở kịch Ám ảnh kinh hoàng thì đây là một vai phản diện. Nếu mà nói về vai phản diện thì hầu như các diễn viên đều rất thích, tại vì người diễn viên có thể diễn được nhiều màu. Cảnh trí, âm thanh, phục trang được thực hiện kỹ lưỡng. Sân khấu kịch Phú Nhuận muốn mang đến một vở diễn ấn tượng cho khán giả. Các diễn viên trẻ như Basho, Hoàng Thi, Thanh Huyền, Quách Cung Phong được giao nhiều vai diễn có đất diễn để cùng tạo nên một bản dựng hấp dẫn.
là sân khấu đầu tiên dựng kịch kinh dị. Kịch Phú Nhuận luôn đáp ứng nhu cầu khán giả, dàn dựng nhiều vở mới, lạ để khán giả khỏi nhàm chán. Bên cạnh yếu tố kinh dị để tạo sự ly kỳ, hồi hộp, ekip thực hiện luôn hướng đến cái kết nhân văn, hướng đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Chính vì thế, dù là kịch ma hay kinh dị, thì thông điệp mà khán giả đón nhận luôn tích cực. Vở diễn Ám Ảnh Kinh Hoàng sẽ công diễn hàng tuần tại Trung tâm Văn hóa quận Phú Nhuận.